tự động như nước ngọt. Ấn Độ hiện đang là thị trường đông dân và giàu tiềm năng bậc nhất thế giới, thu hút các ông lớn như Apple, Samsung trong nỗ lực đánh chiếm thị trường này. Không chỉ vậy, ngay cả các hãng điện thoại Trung Quốc cũng bắt đầu nhân rộng mô hình tại Ấn Độ. Bên cạnh thành công tại thị trường nội địa, mới đây Xiaomi đã công bố sáng kiến Mi Express Kiosk của hãng tại Ấn Độ, đồng thời khánh thành một loạt máy bán hàng tự động với sản phẩm là các dòng điện thoại từ phân khúc tầm trung tới giá rẻ của Xiaomi. Cách thức sử dụng rất đơn giản. Chỉ bằng cách bỏ tiền vào khe chẳng khác gì so với mua một chai nước ngọt. Bên cạnh đó, những máy bán hàng này cũng sẽ chấp nhận hầu như mọi hình thức thanh toán khác như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và UPI thông qua các thao tác điều khiển trên một màn hình cảm ứng. Bằng mô hình này, Xiaomi kỳ vọng sẽ mang đến một chiến lược bán lẻ mới, hiệu quả để tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, loại bỏ sự thiếu hiệu quả trong các hoạt động bán hàng và mọi chi phí phát sinh cho người tiêu dùng, đảm bảo họ có thể mua sản phẩm một cách nhanh chóng và rẻ nhất. Được biết, các máy bán hàng tự động của Mi Express sẽ cung cấp mức giá tương tự như tại cửa hàng Mi Homes và trên website Mi.com. Xiaomi cho biết tất cả các công nghệ của Mi Express Kiosks đều được nghiên cứu và phát triển tại Ấn Độ, dù ý tưởng này từng xuất hiện ở Trung Quốc từ năm ngoái. Các máy bán hàng tự động sẽ mở cửa trong thời gian từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối tại Ấn Độ, với đội ngũ nhân viên luôn túc trực bên cạnh để hướng dẫn, tư vấn người dùng. Nguyễn Nguyễn